Một rau chị ơi. Ờ, cho tôi lấy mớ này đi nhá. Tiền đây, không cần phải thối lại đâu. Này, anh bán rau ra Trần Duy Hưng đứng mà bán. Ở đấy bao nhiêu rau sạch già trẻ đứng cả đêm đầy. Gì phải đứng ở đây làm gì? Trần Duy Hưng thì đã làm sao? Ít ra là người ta đi làm đường đường chính chính, còn hơn là lập cái miếu thờ giữ cái trinh tiết của mình ấy. Đúng là cái dạng nhà quê, không biết phân biệt tốt xấu. Này, người tình này chúng tôi dù không biết tốt xấu, nhưng tối đến cũng chỉ ôm chồng mình ngủ thôi. Không như ai đó, mỗi ngày một thằng. Chú ơi, vào ngồi nước chú ơi. Cho tôi cốc nước. Úi dồi ôi, ruồi, úi dồi ôi, nhiều ruồi quá. Bà làm như thế là ý gì hả? Tiền bẩn. Bán hàng nó cũng chia tiền à? Tôi có nghèo ấy, tôi cũng thèm tiền của cô. Cút đi, để người khác còn bán hàng. Bà sáng ra đã am quẻ hãm. Đã làm gái còn làm trò. Mày làm gì đấy? Mày đi ơi. Con Quỳnh nhà bà đâu? Hả? Mày còn giết tao, tao không nói. Này, bà giỏi nhờ. Nếu mà không muốn giao con ra đây ấy, thì trả 500 triệu đây. Trả được không? Tao không có tiền. Này, tôi nói cho bà biết nhé. Bà vay tiền để chữa bệnh cho con, bây giờ con bà khỏe rồi bà đi bu à? Ấy, anh làm gì mà nóng tính thế? Nóng giận là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Con Quỳnh nó xấu lại còn bẩn như thế, còn bệnh tật nữa, anh cứ quan tâm đến nó làm gì? Chẳng phải là anh đang thích chơi đùa một chút sao? Em sẽ chơi với anh. Đi. Đi. Ba cẩn thận đấy. Cô, hôm nay cô đến đây để có chút quà tặng cho cháu. Đây là kem chống nắng, sản phẩm dưỡng da cao cấp của Riskin đấy. Còn đây là viên uống đẹp da tảo sâm, toàn dược liệu quý hiếm, trong đó gồm có tảo xoắn Spirulina, tảo lục Cholera, Glutotamin, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp cho da đẹp hơn, mở vết nám, tàn nhang. Ngày thì cô uống 2 viên tảo sâm kết hợp với kem chống nắng Riskin Sun Green giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Thôi rồi, cô cứ để sang bên kia đi. Hôm nay cô đến đây để xin lỗi cháu về cái chuyện hôm trước. Chuyện hôm qua rồi, không có gì đâu. Cháu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sao hôm đó cháu lại giúp cô? Từ nhỏ cháu đã không được tốt số những đứa trẻ khác. Cháu không có gia đình, phải tự mình bươn chải để kiếm sống. Rồi sau đó bị người ta lừa, hãm hiếp, rồi cháu bị mắc bệnh lậu. Cháu hận bọn chúng. Cháu muốn lũ đàn ông khốn nạn phải bị dạy vò để bảo vệ những người phụ nữ. Nhưng bà vẫn vô tội. Chỉ bằng cái cháu lấy thân của mình ra lại lấy bệnh cho bọn chúng, coi như là một bài học cho lũ đàn ông khốn nạn. Cô xin lỗi cháu, bởi vì cô đã hiểu nhầm cháu. Tuy thân thể của cháu bẩn, nhưng tim cháu, thâm tâm cháu không bẩn. Cô biết mà con. Cháu thật sự, rất muốn hòa đồng với mọi người. Sự quá khó.
Hôm nay cô nhìn thấy da rẻ của cháu đẹp rồi đấy. Vâng, cũng nhờ bộ sản phẩm cô cho đấy ạ. À cô ơi, hôm nay con đi xin việc con được nhận rồi đấy cô. Ôi, mừng thế. Thế con làm gì? À, con là nhân viên bán hàng ở showroom ạ. Ôi, cô chúc mừng con nhá. Vâng. À, cô ơi, hôm nay cô bán hàng xong, xong rồi cô cháu mình đi ăn mừng đi. Nhất trí. Dạ, kiếm người cô đến nước cháu uống nhá. Dạ. Yêu kỳ diệu.